bấm ngay vào link bio ở phía dưới phần mô tả hoặc là phần ghim comment để tới với ngay các dịch vụ về game như Liên Quân, Free Fire, Block Fruit, Toilet, Tower, Defense cũng như là tất cả thông tin về mình nha. Hello tất cả anh em, lại là mình Tủng Thúng nghèo kiết xác đây. Thì hôm nay mình và anh em tiếp tục xem những clip chiều view về Liên Quân trên top. Nhưng như anh em đã biết á, là giải đấu siêu sao toàn năng vừa kết thúc và tem của mình là tem Goodbye đã giành được chiếc cúp vô địch đó. Không biết anh em có theo dõi không? Nói chung là năm anh em siêu nhân trên một chiếc xe tăng của tụi mình đã giành chiến thắng. Nó vượt qua 12 đội tuyển nha mọi người ơi. Thì kể từ bây giờ mình sẽ ra nhiều clip hơn cho anh em xem. Cái thời gian qua đánh giải không có thời gian làm luôn. Ok, bây giờ thì let's go. Gì? Dolia phun đám à? Lời á, đâu rồi á, ép cá hết luôn rồi. Anh em nhớ là không nên thực hiện giáo án này nha. The king has arrived. Preparation for the impending final battle. Nghe cái nhạc là thấy anh em bạn sắp sánh cỏ rồi đó. Tóm lại nghe cái nhạc vậy là muốn mua rồi. Cảm thấy được bút tinh thần nên gõ chí mạng hơn. Mấy đứa đeo mặt nạ nhìn trẻ cháu VL. Ôi ơi chủ vật. Ôi gà rắc. Ơ sao cái chủ nó không bắn mà nó có cái giấy đỏ đỏ ta? Ảo má thế nhờ. Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Má cản lời luôn. Ngươi chẳng biết được tham vọng của ta đâu. Chính đấy nha. Dolia Việt Nam nhìn xinh vãi trưởng. Rồi anh em biết nickname của bạn này là gì không? Chắc cũng nổi tiếng thì mới được Garena mời về chứ, đúng mọi người như mình đấy. Phải nổi tiếng như mình mới được Garena mời. Mà có lấy Dolia thì sao ta? Hợp lý nha. John Michael Jackson. Má nó đi lui rồi lấy máu á. Ao vậy Illumina mà cái chiều 2 mà lướt đi vậy được thì quả bá rồi. đánh bùm hai thằng đúng cao chả chết. Bán heo kết hợp với con Minh mạnh. Mọi người mày nhảy một cái chết luôn vậy. Này hack rồi đây. Ông nổi đây là chuyên gia hack này. Hack gọi là hack tam, đánh một cái là lấy bảng điểm số luôn. Này. Cứ chạm nhẹ là gây đam mà lên bảng điểm số. Qua sâu Liên Quân bơi kiểu cái này hình như chưa cập nhật cấu hình sau đúng không? Nó bị lắc lác rồi. Nhìn ngầu loi vậy. Cái này là hòn to kinh gì đúng không? Bướm giả bánh kiểu không ta? Mình đang đi thì thấy cái bóng của con ả ngộ không vì ngứa mắt nên mình xách chém chép chạy tới, đúng lúc con mụ quay về mình liền chọi liên hoàn chém chép vô mặt ả ta. Thấy vậy Elsa liên tục chọi cước vô chém chép mình phải chạy trốn. Con ả đang đi thì thằng bờ dai nhắn lời đe dọa định tát chém chép mình, vì sợ con Flo sẽ tát chém chép mình liền chạy tới bóng ả ta và chọi chém chép vô mặt ả ta. Thay cho sự xin lỗi, mình đang múc bang chém chép thì lại gặp con bờ dai, vì ngứa mắt mình liền bật nội tại Liliana tăng tốc chạy lại áp sát ả và chọi chém chép vô mặt Flo khiến ả lăn rối loạn ngôn ngữ à. Elsa đang giận mình liền tát chém chép mụ ta, con ả liền tỉnh dậy liền ăn ngay chém chép vô mặt. Thấy con La Vi ngứa mắt mình liền tát chém chép ả rồi ả chui vô bụi lẫn trốn mình liền chọi chém chép vô và tiễn con Vít đi bán chuối. Vì cay chuyện này con theo Anac liền chạy tới tính sổ mình liền chọi chém chép rồi chọi cước chọi chém chép vô con ả. Thấy con Elsa ngứa mắt mình liền vận cơ đích bay tới tát vô mặt chém chép ả ta khiến mụ lăn đùng ra. Đang đi thì gặp con lau nhà đang giận dám, thấy tội mình liền tặng bạn ấy chém chép. Mình đang đi ẻ thì thấy con lau nhà mình liền chọi chém chép vô con mù. Thấy bạn bờ dai bị trói mình liền chạy tới đạp bạn ấy ra xa và giải cứu bạn ấy thành công. Bạn ấy liền chạy tới nhà mình cảm ơn vì là khách nên mình tặng bạn ấy chém chép. Team mình vừa thắng xông lên và lật kèo thành công. Cạn lời. Con Vera này đúng kiểu one shot one kill á, nhưng mà nó hơi phế. Không biết khi nào con Vera này mới được mang vô giải. Không 12. Em à. Sao anh? Ngày mai anh đi nghĩa vụ quân sự rồi, nên hai chúng ta chia tay nhé. Dạ không sao, em đợi anh được ạ. Thôi em không cần đợi anh đâu, mình chia tay nhé, tạm biệt em. Ơ khoan đã anh. Đi thôi em yêu. À má là mày đi nghĩa vụ quân sự giữ chưa? Chị ơi chị có đơn hàng nè. Hàng gì? Dạ là máy rung cực mạnh mắc in Ấn Độ ạ. Mẹ, nói bé thôi. Cạn lời. combo con Zena kia nhỉ. I'm about to skip this shit. Skip, skip. But when does this game get fucking good? Yêu ngay thì cái nhìn đầu tiên này. Má đám kìa. Lay luôn nó đám kìa. Ai ra làm gì vậy? Trời ơi đậm. Ông này ở bên Thái sao á? Cảnh con Quy này hay phết á. Wow. Rồi Lichik kết hợp với Quy à. Đầm nhìn đẹp nhờ. Quá đầm ghê vậy. Thấy chưa? Ôi. Sau đây là một số chi tiết có thể cập nhật trong Liên Quân ở phiên bản sắp tới mà bạn cần phải biết. Thứ nhất, cập nhật lối chơi mới trong game để tăng phần thú vị, đảm bảo trải nghiệm mới cho người chơi. Thay vì đi farm lính hay ăn quái một cách mất thời gian thì ở phiên bản tới, sau khi bạn hạ được đối phương, lập tức sẽ rơi ra một chiếc hòm bạn có thể nhặt hết trang bị của đối phương ở bản cập nhật mới, đem lại cho người chơi một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Tiếp theo đó chính là tăng sức mạnh cho Ngộ Không. Chúng tôi nhận thấy Ngộ Không rất dễ bị khắc chế bởi trang bị phụ trợ mắt, điều này khiến Ngộ Không cay đỏ dai. Lên ở phiên bản tới, Ngộ Không khi đứng trong bụi 10 giây lập tức biến thành bụi cỏ, điều này sẽ giúp Ngộ Không ngụy trang bắt lẻ dễ hơn. Và sẽ cải tiến khu vực rừng để giúp đường rồng dễ thở hơn, nếu bị ép nhiều quá có thể vô chỗ khu vực rừng. Đánh thường liên tục vào nấm là sẽ vừa nhảy vừa hồi máu như a lỏ phai phai. Má mê thật. Hai cái rớt hòm đã. Nhưng chẳng thể với tôi. Bạn ghê thật chứ. Như cho anh đã không còn hình bóng ai ngoài em đâu. Hằng đêm anh làm tao cứ suy tư chẳng nhớ ai ngoài em đâu. Bình yên không cần mơ nữa yêu mắt rồi nói trong vài ba. Quay xịn chứ nha. Con đòi sống con cứ đi xí 10 đúng không anh em? Ủa? Gì vậy? Về tay cầm theo một món quà kèm theo dấu dòng từ cái tên nghe rất lạ. Tiếc một sao. Biết bao lần là của ai đây sao nàng nghe vân vân. Vì ra anh chàng kia đã theo về lúc nào. Vì nàng luôn ngại ngần dâu đi một ai? Chào. Dặn lòng ngây thơ dù khi lỡ thương rồi. Vội vàng làm chi? Ảo thật nhờ. Quá nó nổ kìa. Má mệt rồi. Đây là 3 skin mới đúng không? Đẹp nhờ. Châu hơn hẳn á. Mặc cái skin Toro vô từ một con thon nè. Cảm giác châu hơn hẳn. Nổ hải thiên ngư. Số 1 như nào thế? Ôi, con cá mập và lá xuống à. Biến về là gọi nước lên sóng à. Kinh đây. Cục đà đáng yêu. Đấy nhức nhức cái đau ấy, đồ hỏa thì bị vai. mê thật. Hướng dẫn cách ăn lính mít bằng miêu rất đúng cách. Ào thật.